Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh hấp dẫn vòng chung kết cuộc thi English Champion 2017. Thừa Thiên Huế, cơ sở chăn thả gia súc bừa bãi bất chấp lệnh cấm. Bình Dương bắt giữ xe khách chở gần 1.000 khúc gỗ lậu. Vai trò của gia đình trong giáo dục trẻ chống bị xâm hại. Sáng ngày 2 tháng 4, tại thành phố Hồ Chí Minh, 10 thí sinh xuất sắc nhất toàn quốc đã bước vào tranh tài cuối cùng của cuộc thi English Champion 2017. Tại đây, các thí sinh đã thể hiện một cách đầy ấn tượng và thuyết phục khả năng thuyết trình, tranh biện về những chủ đề thời sự nóng hổi. English Champion là cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh dành cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 8, dành cho khối tiểu học và trung học cơ sở trên toàn quốc. Nhiều năm qua, cuộc thi đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của các bạn trẻ đam mê chinh phục đỉnh cao ngôn ngữ quốc tế này. Tại vòng chung kết diễn ra vào ngày 2 tháng 4, các bạn thí sinh đã thể hiện khả năng tranh biện về những vấn đề như tái chế rác thải, vấn đề nhập cư, hạn chế nạn phá rừng, hiệu ứng nhà kính, xu hướng kỳ điện thoại và máy tính bảng. Cuộc đối đầu hết sức gay cấn và hồi hộp giữa các cặp thí sinh cùng khối lớp đại diện cho hai khu vực phía Bắc Nam đã tạo nên không khí hấp dẫn. Em thấy rằng là qua cuộc thi này, đầu tiên là em gặp được rất nhiều bạn mới. Em học hỏi được rất nhiều điều từ những người bạn này. Họ tuy là có thể nhỏ tuổi hơn em nhưng họ vẫn có thể cho em biết được rất nhiều điều. À thì là qua những cái đề tài mà các ban giám khảo đưa ra thì con cũng có những kỹ năng giống như hiểu biết thêm về cái thông tin, những thông tin giống như là học tập tiếng Anh khi nào với lại là bảo vệ môi trường. Cuộc thi English Champion 2017 với chủ đề Tiếng Anh thay đổi thế giới được mở rộng theo hình thức thi online đã thu hút trên 20.000 thí sinh trên cả nước tham gia, không chỉ rèn luyện khả năng ngoại ngữ, đây còn là nơi để các bạn trẻ học hỏi thêm được nhiều kỹ năng, kiến thức bổ ích. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 4, ngày Việt Nam nhận thức chứng tự kỷ, mặc dù chưa có con số thống kê đầy đủ, nhưng tại các cơ sở y tế, số lượng trẻ được chẩn đoán và điều trị tự kỷ ngày càng tăng qua các năm. Tuy nhiên, do chưa có một chính sách rõ ràng, một tiêu chí cụ thể để đánh giá hội chứng tự kỷ, nên tại Việt Nam, rất nhiều phụ huynh vẫn đang từng ngày mò mẫm, tìm mọi cách để giúp con em mình trên chặng đường hòa nhập cộng đồng. Nem bị mắc hội chứng tự kỷ, cộng với hội chứng Noonan, khiến cậu bé chậm phát triển về mặt thể chất. Nem gặp nhiều khó khăn, từ việc giản đơn như ăn uống, tắm rửa, vệ sinh, đến những điều cơ bản như chia sẻ cảm xúc hay nói chuyện. Hơn 12 năm qua là những ngày tháng gian nan chị Phương cùng con chiến đấu, rèn luyện vượt qua hội chứng. Bởi thực tế, giáo dục đặc biệt nói chung và giáo dục trẻ tự kỷ nói riêng còn quá mới mẻ ở Việt Nam. Đối với Nem và những cái học sinh mà có nhu cầu đặc biệt thì bạn cần những cái mà nó sát sườn với cuộc sống hơn. Hiện nay Nem ở nhà thì Nem chủ yếu học cách chăm sóc bản thân, thế và chăm sóc nhà cửa, thế học những cái việc mà lao động hàng ngày ở nhà. Tự kỷ là một khuyết tật phát triển tồn tại suốt đời. Các trẻ tự kỷ rồi sẽ lớn, và sau này các em sẽ làm gì, có vị trí như thế nào trong xã hội khi cha mẹ đã già yếu? Đây chính là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Giáo dục hòa nhập không chỉ là đưa trẻ tự kỷ đến với trường đại học. Trẻ tự kỷ rất cần được hòa nhập trong giao tiếp xã hội và tự bảo vệ mình, tự lo cho cuộc sống của mình khi đã trưởng thành. Rõ ràng nếu không có sự hỗ trợ từ những chính sách nhà nước, nhất là cơ chế giáo dục đặc biệt, thì khi đó khẩu hiệu hòa nhập cho trẻ tự kỷ chỉ mang tính hình thức. Trong những ngày gần đây, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có những diễn biến phức tạp, nóng lạnh thay đổi thất thường đã khiến cho nhiều trẻ em phải nhập viện. Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, hơn một tuần trở lại đây, số bệnh nhi đến khám và điều trị bệnh tăng mạnh, nhiều khoa phòng luôn trong tình trạng quá tải. Đáng chú ý, số trẻ phải nhập viện do bị viêm phế quản, viêm phổi và viêm phế quản phổi tăng đột biến. Khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Thanh Hóa hiện đang tiếp nhận điều trị nội trú cho gần 100 bệnh nhi. Trong đó có tới hơn 90% bệnh nhi bị viêm phế quản, viêm phổi và viêm phế quản phổi. Cũng trong tình trạng tương tự, khoa nội tổng quát của bệnh viện này cũng đang tiếp nhận điều trị cho gần 60 bệnh nhi bị viêm phổi, viêm phế quản và viêm phế quản phổi, dẫn đến tình trạng quá tải, phải kê thêm giường bệnh bên ngoài hành lang phòng điều trị, nhiều bệnh nhi phải nằm ghép. Thời gian này là bệnh nhân rất là đông nên là gia đình phải nằm ghép nên là cũng phải hết sức thông cảm cho bệnh viện. Với số lượng tăng cao thì cũng có phương án sàng lọc ở ngoài phòng khám, bệnh nhân nào cần thiết và ta cho vào nhập viện điều trị, nào chưa cần thiết thì có thể ta điều trị ngoại trú để giảm cái quá tải. Theo các bác sĩ, nguyên nhân gia tăng bệnh nhi vào nhập viện chủ yếu do thời tiết thay đổi thất thường.
Vì thế, phụ huynh phải lưu ý mặc quần áo thời tiết cho trẻ, đồng thời tăng cường chế độ dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho trẻ. Hiện tượng các cơ sở kinh doanh tự ý chăn thả gia súc trên đường và khu vực đông dân cư gây nên ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trật tự đô thị đã được phản ánh nhiều và các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc xử lý. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm và nhiều hình thức xử phạt, một cơ sở chăn thả gia súc vẫn ngang nhiên thả trâu bò ngay bên cạnh khu vực dân sinh, gây bức xúc cho người dân. Đó là những gì đang xảy ra tại khu quy hoạch Bắc Hương Sơ, phường An Hòa, thành phố Huế. Đây là hình ảnh một bữa trưa của người dân tại khu quy hoạch Bắc Hương Sơ. Chỉ chưa đầy 5 phút ngay khi mâm cơm vừa dọn ra, ruồi nhặng đã nhanh chóng bu vào. Không chỉ khổ vì ruồi nhặng, người dân tại đây hàng ngày còn phải sống chung với bụi phân gia súc và các chất thải khác từ hoạt động chăn nuôi. Thực trạng này đã diễn ra từ 3 đến 4 năm nay. Từ ngày tôi ra ở đây là cũng 2 năm rồi. Thì tình trạng này là xảy ra nhiều lần, nhưng chúng tôi là ký đơn và gửi lên cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa làm được, giải quyết chưa triệt để. Còn khu vực dân cư ở mà nuôi trâu nuôi bò mà gần 40-50 con thế này là không được. Kính mong cấp trên là xem xét để giải quyết cho chúng tôi có cuộc sống được bình yên và là môi trường không khí là trong lành. Nói chung là tôi là người dân tại đây ở 7 năm rồi mà tôi thấy ở đây là quả trâu bò quả nhập nhũ. Mức là rất là mức vệ sinh. Vậy là nói chung là chúng tôi ở đây là hình như là sống chung với động vật. Thành thời chi tôi đề nghị là cái chính quyền, những người có chức năng nên tìm nơi khác để cho những cái hồ này, những người nuôi bò này đem đi đến một nơi nào cho nó hợp lý hơn. Chứ còn ở đây là nó dân cư mà, ai mà để trâu bò chứ đi. Qua tìm hiểu, đây là đàn bò của ông Trần Viết Đồng, có cơ sở chăn nuôi đặt tại phường An Hòa. Đàn bò trên 100 con nhưng thiếu quy hoạch chuồng trại, nên đàn bò này bị thả rong khắp khu dân cư. Chính quyền địa phương đã nhiều lần bởi ông Đồng lên ký cam kết, nhưng cơ sở này vẫn tái phạm. Riêng đầu năm 2017, đã có 3 lần ông Đồng bị lập biên bản xử phạt với số tiền 1.700.000 đồng. Cái mức xử phạt nó thấp, nó là mang cái tính chất răn đe nó không cao. Thứ hai nữa là qua quá trình xử lý thì lực lượng của anh em chúng tôi đi làm việc thì cũng gặp phải sự trọng trả rất là quyết liệt. Trong cái hướng tới để đảm bảo cho cái môi trường sống trong lành của người dân thì Ủy ban nhân phường tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an, tổ quản lý đô thị sẽ thường xuyên mật phục, rồi bắt giữ và tiếp tục xử lý những cái đối tượng mà chăn thả trâu bò không đúng nơi quy định. Không chỉ dừng lại ở mức độ ô nhiễm môi trường, việc chăn thả gia súc bừa bãi còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Do đó, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý chăn nuôi gia súc, xử lý răn đe đối với những đối tượng cố tình vi phạm. Mặc dù đang bị hồ chứa nước, nước trong dâng cao đe dọa ngập nhà cửa, nhưng hàng trăm người dân ở huyện Tây Trà, Quảng Ngãi vẫn thiếu gạo trồng ăn cho ruộng khô hạn nhiều năm nay vì hệ thống nước không đáp ứng được tưới tiêu do bị hư hỏng. Kết quả cả một vùng đất rộng lớn khô khốc bị bỏ hoang không thể trồng trọt. Không chỉ với dự án hồ chứa nước nước trong mà hàng loạt dự án khác trên các xã thuộc huyện Tây Trà cũng đang xảy ra tình trạng tương tự. Có hồ chứa mà không có hệ thống dẫn nước hiệu quả, người dân sẽ đối mặt với nghịch lý sinh sống trong vùng hồ nước mà lại thiếu nước sinh hoạt và tưới tiêu. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, để ổn định việc cung cấp nước sinh hoạt cho các xã phường cánh bắc thành phố Nha Trang thường bị gián đoạn trong mùa mưa lũ, công ty cấp thoát nước Khánh Hòa vừa tiến hành xây dựng đường ống dẫn nước xuyên ngầm dưới đáy sông Cái. Đường ống dẫn nước sinh hoạt cho các xã phường cánh bắc thành phố Nha Trang được đặt nổi chạy dọc trên cầu Sớm Bóng nên thường bị hư hỏng trong các mùa lũ. Để giải quyết tình trạng trên, vừa qua, công ty cấp thoát nước Khánh Hòa đã tiến hành xây dựng đường ống dẫn nước ngầm đặt chìm dưới đáy con sông Cái. Đây được xem là mô hình đặt đường ống dẫn nước chạy ngầm đầu tiên của Khánh Hòa. Đường ống dẫn nước mới có đường kính 630 ly với độ dày 57,2 ly, sản xuất bằng vật liệu HDPE là loại hiện đại an toàn nhất, không nhiễm chì và đảm bảo độ bền. Đặt ngầm dưới đáy con sông Cái được giữ bằng các trụ bê tông ốp lại đeo vào thân ống nhấn chìm xuống nước. Sau khi hoàn tất các khâu hàn đối trên bờ, đơn vị sẽ sử dụng xà lan và thợ lặn để kéo cả đường ống xuyên ngầm vượt con sông Cái rộng hơn 300 m. Hiện đơn vị thi công đã đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn tất ổn định nguồn nước sinh hoạt đến với các xã phường cánh bắc Nha Trang. Bước vào thu hoạch lúa vụ mùa đông xuân năm nay, nông dân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã bắt đầu coi rơm như một thương phẩm để kiếm thêm thu nhập, không còn phải đốt bỏ như những năm trước. Những ngày vừa qua tại các đám ruộng vừa mới gặt xong trên địa bàn huyện Chiêm Khánh, nông dân đã liên kết với các máy hút rơm và cuốn rơm tự động để cho ra những thành phẩm từ rơm xuất đi các tỉnh từ mùa gặt năm nay. Nông dân coi rơm là một món hàng kiếm thêm thu nhập, không còn cảnh phải đốt bỏ trên ruộng gây ô nhiễm môi trường như trước.
Bên cạnh sự hỗ trợ của máy móc, nhiều nông dân vẫn thu gom rơm theo cách truyền thống ngay tại ruộng, sau đó trở về điểm tập kết để phun lên thành từng nọc rơm bán lại cho người tiêu dùng tại địa phương. Năm nay, do thời tiết mưa chiều nên rơm bán được giá, mỗi cuộn rơm bán được 35.000 đồng so với năm trước chỉ 30.000 đồng. Bình quân mỗi hecta ruộng sau khi thu hoạch được khoảng 50 cuộn rơm. Riêng đối với các nọc rơm thì mỗi xe bò rơm bán được 120.000 đồng, tăng hơn 20.000 đồng so với năm trước. Được biết, năm nay do thị trường tiêu thụ rơm tăng cao nên cung không đủ cầu. Rơm được người tiêu dùng mua về để dự trữ cho bò ăn, làm đấm rơm và dùng để lót các nông sản khi vận chuyển bằng xe tải đi các tỉnh. Thưa quý vị, ít có ai biết rằng ngay giữa lòng Sài Gòn có một con hẻm với truyền thống hơn 100 năm làm tượng. Đó là con hẻm 1017 Hồng Bàng, quận 6, nơi nhiều hộ dân vẫn miệt mài làm khuôn, đúc tượng, duy trì nghề quý báu mà cha ông để lại từ bao đời. Hình ảnh dễ dàng bắt gặp tại con hẻm 1014 Hồng Bàng. Đó là hàng chục bức tượng dọc lối đi đang trong giai đoạn hoàn thành với đủ loại hình dáng, kích cỡ và màu sắc khác nhau. Đã 100 năm nay, nơi đây âm thầm trở thành nơi tạo hình và thổi hồn vào các bức tượng Phật thiêng liêng. Theo các nghệ nhân tại đây, muốn làm ra một bức tượng hoàn chỉnh thì phải trải qua rất nhiều công đoạn. Trong đó, giai đoạn tạo khuôn mặt cho tượng có hồn quyết định sự thành công khi đúc tượng. Nói chung thì về cái mỹ thuật đó, nó khó lắm. Nó đi đâu với cái nội tâm. Nếu mà mình có tâm mình để đầu tư về hình tượng luôn á, nhập tâm á, thì mình làm cái hình tượng nó mới đẹp thôi. Tượng hiện nay được làm bằng hai chất liệu chính là xi măng và thạch cao. Thời gian để làm ra một bức tượng từ 10 ngày đến 1 tháng, thậm chí vài tháng. Thì nếu mà mình làm mà mọi người thấy ưng ý đó, mình cảm thấy rằng cái tâm mình nó thoải mái. Sản phẩm được làm ở đây đa dạng là tượng các đức Phật như Quan Thế Âm Bồ Tát, Thích Ca, Di Lặc, A Di Đà. Tùy theo kích thước và chất liệu mà mỗi bức tượng có mức giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Tiếp theo là các thông tin về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thưa quý vị, vào tối ngày 1 tháng 4, trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết. Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút tối, xe container biển số 51C64023 chạy trên đường Nguyễn Xiển hướng ngã ba Tân Vạn về ngã ba Mỹ Thành. Khi còn cách cầu Ông Tán khoảng 200m thì va chạm với xe máy biển số 51X70348 do anh Trần Đình Chiến, 33 tuổi, ngụ quận 9 điều khiển chạy cùng chiều. Cú tông trực diện làm anh Chiến văng xa gần 10m tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, công an quận 9 có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tới hơn 23 giờ, hiện trường được xử lý xong. Chiều ngày 1 tháng 4, Công an thành phố Biên Hòa cho biết đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Hoài Nam, 35 tuổi, ngụ quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai để điều tra hành vi đăng thông tin sai sự thật lên Facebook cá nhân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh uy tín tổ chức cá nhân cũng như gây hoang mang dư luận. Theo điều tra ban đầu, vào ngày 31 tháng 3, Nam dùng Facebook cá nhân của mình đăng tải thông tin với nội dung về một vụ việc có một học sinh lớp 4 tại trường tiểu học Bình Đa, thành phố Biên Hòa bị sát hại mà chính quyền phường Bình Đa và nhà trường che giấu, bưng bít thông tin. Nội dung đó vừa được đăng tải lên Facebook của Nam, lập tức được chia sẻ một cách nhanh chóng. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát, công an thành phố Biên Hòa vào cuộc điều tra xác minh vụ việc, thì không có vụ việc xảy ra như thông tin mà Nam đăng trên Facebook. Tiến hành điều tra về chủ nhân Facebook, cơ quan cảnh sát điều tra xác định là Facebook của Nam. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận tự đăng tải thông tin trên Facebook của mình khi nghe một người bạn nói về nội dung vụ việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra làm rõ. Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vừa cho biết đang tạm giữ một xe ô tô khách chở gần 1.000 khúc gỗ lậu để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 30 tháng 3, trên đường quốc lộ 13 đoạn chạy qua ngã ba khu công nghiệp Việt Hương thuộc phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, trạm cảnh sát giao thông quốc lộ 13 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an thị xã Thuận An phát hiện ô tô khách mang biển số 47B00433 do tài xế Đỗ Văn Hùng sinh năm 1970 điều khiển đi hướng từ thành phố Thủ Dầu Một về thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu khả nghi nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện bên trong xe chở 921 khúc gỗ xẻ loại gỗ căm xe dài từ 40cm đến 60cm, đường kính từ 5cm đến 10cm với tổng khối lượng hơn 1,5 mét khối. Toàn bộ số gỗ này đều không có chứng từ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tài xế khai nhận chở thuê cho một người không rõ lai lịch từ tỉnh Đắk Nông xuống ngã tư Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh với giá 1 triệu đồng. Hơn 400kg thịt gân gà đang bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc thẩm lậu vào Việt Nam vừa được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Quảng Trị bắt giữ.
Theo đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại đường mòn Khe Đá, phía nam cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phát hiện 4 đối tượng hành nghề xe ôm, trú tại bản Ca Tăng, thị trấn Lao Bảo, điều khiển 4 xe máy, đang vận chuyển 4 thùng xốp màu vàng từ Lào về Việt Nam. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong thùng xốp có chứa hơn 400 kg thịt gân gà, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Qua điều tra ban đầu được biết, số hàng trên các đối tượng vận chuyển từ bản Đen Savan của Lào, sau đó thuê dân bản địa vận chuyển qua biên giới đưa về Việt Nam để bán kiếm lời. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tiến hành tiêu hủy số hàng trên theo quy định của pháp luật. Được biết, trong tuần qua, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã xử lý 3 vụ vận chuyển mua bán trái phép số lượng lớn thực phẩm qua biên giới với hơn 1,5 tấn thịt gân gà không rõ nguồn gốc. Trong một vấn đề hôm nay, chúng tôi sẽ dùng để nói về vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ chống bị xâm hại. Thưa quý vị, theo như các chuyên gia về giáo dục cho rằng, gia đình có vai trò vô cùng quan trọng trong bảo vệ và dạy trẻ phòng chống xâm hại tình dục. Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng nhận thức đúng đắn việc dạy trẻ về vấn đề này. Theo các chuyên gia, cha mẹ là người gần gũi nhất với trẻ, hiểu được thói quen sinh hoạt, học tập hàng ngày của trẻ. Vì vậy, cha mẹ, người thân trong gia đình chính là người thích hợp nhất để dạy trẻ cách tự vệ trước nguy cơ xâm hại tình dục. Tuy nhiên, không ít phụ huynh, đặc biệt là phụ huynh có con đang ở độ tuổi mầm non lại cho rằng trẻ còn quá nhỏ để có thể dạy về những kỹ năng chống xâm hại. Vì con nhà chị đang nhỏ lắm, nói chung là mình nói thì con chỉ nói theo thôi, chứ còn thực ra thì đang nhỏ nên là cũng không ấy được. Để bảo vệ trẻ trước nguy cơ xâm hại tình dục, từ phía nhà trường và gia đình cần có sự phối hợp chặt chẽ để có cách dạy trẻ sao cho phù hợp với từng độ tuổi và từng hoàn cảnh. Ở cái độ tuổi nhà trẻ mẫu giáo thì chúng ta cũng phải làm cho trẻ có những các cái hiểu biết cơ bản ban đầu về giới tính của trẻ, trẻ nam, trẻ nữ để có những các cái hành vi giới tính cho phù hợp. Trước nguy cơ xâm hại đáng báo động như hiện nay, các bậc cha mẹ nên chủ động cung cấp cho trẻ những kiến thức cơ bản để có thể tự bảo vệ bản thân. Bởi nếu ngay bản thân người lớn cũng còn e ngại khi đề cập với con cái về giáo dục giới tính, thì đó chính là kẽ hở tạo ra những nguy hiểm cho chính con em mình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Những bất cập chuẩn bị cho lộ trình thông tuyến bảo hiểm y tế cấp tỉnh. Đắk Nông ngang nhiên hủy hoại hàng chục hecta rừng. Nghệ An 3 vụ tai nạn liên tiếp trên cung đường 5 km khiến 6 người tử vong. Quảng Ngãi còn nhiều rào cản trong phát triển du lịch.